ngày 45 tháng 2018, cửa hàng ở Vĩnh Thạnh rất vinh dự được chào đón hai vị khách đến từ Việt Yên, Bắc Giang. Vâng, anh Công, anh về cửa hàng ở Vĩnh Thạnh lựa chọn cho mình một chiếc lòng Victor SEA 50. Vâng, hôm trước thì anh cũng đã về cửa hàng lựa chọn cho mình một cặp loa và một chiếc bắt chân, cặp loa F99A và một chiếc âm ly 607 LSA. Vâng, tiếp theo ngày hôm nay anh về cửa hàng lựa chọn cho mình một sản phẩm nữa là một chiếc lòng Victor SEA 50. Vâng, một sản phẩm thì đã được anh cùng với cửa hàng của mình hành cảm ơn vì một sản phẩm đã được cửa hàng. Một chiều nắng ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm, nhớ cơn mùa chiều chỉ giao quá sớm. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút trong vâng, bên cửa hàng âm thanh Thạnh thì vẫn còn rất nhiều các sản phẩm và hàng vẫn tiếp tục về để phục vụ quý vị và các bạn có niềm đam mê âm nhạc. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Thạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989723148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, quý vị và các bạn về theo địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh thì về theo trục đường 18 Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Quý. Trung tâm âm thanh Đức Hạnh nằm trong cổng chợ số 3, cách trục đường 18 là 30m và trong cổng chợ. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo. Vâng, đây là hai chủ nhân của chiếc lọc.